Dạ vâng, và sau 3 tháng đổi tên từ trạm thu phí BOT sang trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa xin Bộ Giao thông Vận tải dùng lại tên gọi cũ tại các dự án BOT giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tên gọi trạm thu phí ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo luật giá. Gọi như vậy sẽ phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3 2018, Vụ Tài chính Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký công văn hỏa tốc, văn bản số 1296, trong đó yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các tổng công ty thực hiện hoàn thành việc thay thế biển hiệu từ trạm thu phí thành trạm thu giá trước ngày 7 tháng 3 năm 2018.